Bây giờ là phần thi khởi động. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bạn thí sinh đã đưa ra rất nhiều những mỹ từ ở phần đầu chương trình tôi đã chia sẻ, đó chính là Minh Phú đến từ trường Trung học phổ thông Thường Tín Hà Nội. Rất vui được gặp lại Minh Phú. Em xin chào anh Ngọc Huy, chị Khánh Vy, ba bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn hình nhỏ. Và dù cuộc thi ở tuần hay cuộc thi ở tháng thì Minh Phú đều mang theo một chú bơ của mình, của em gái nắng đúng không ạ? Vâng, của em gái nắng ạ. Thế hôm nay có một chút nó gọi là hơi đánh nhau rồi. Em gái nắng thì đang ở trên bàn kia, còn em gái mưa thì lại nhắn là cố dành vòng nguyệt quế để cho em lên TV lần nữa. Không vào quý thì đừng có về nhà. Hình như là một người hay sao anh? Thì người ta thường bảo là con gái thì sáng nắng chiều mưa mà anh. Nhưng mà vẫn là một đúng không ạ? Vẫn là trong một ngày. Vẫn là một ạ. Vâng, một lời chúc rất là thú vị. Và bạn cảm thấy sao về lời chúc đó ạ? Em thấy cũng khá là bình thường lời chúc đó ạ. Vì nếu mà không vào được quý thì em về nhà em chứ em có về nhà bạn ý đâu ạ. Vâng, rất đúng và hãy thoải mái với những gì mình suy nghĩ đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, bây giờ thì các bạn thí sinh sẽ đến với những thử thách đầu tiên trong phần thi khởi động. Trong câu thứ nhất nêu cao thứ nhất pháo kêu phong tục nào? Bỏ. Đốt pháo nổ. Mất lượt. Trong tham gia phát ca số nào được biết ở đầu cầm cụ? Đúng là như vậy. Hiện nay là nguồn nhiên liệu rắn chủ yếu để nhiệt than. Than đá. DHA chất giúp kích thích sự phát triển trí não của trẻ nhỏ. Acid. Chính xác. Trước đây hồ cơm ở Hà Nội còn được gọi là hồ lục thủy do. Tảo. Chính xác. Nhà thơ nào đã viết giá đừng có giận mùng tơi thế nào thì cũng. Bạn có 10 điểm. Nhà nước Âu Lạc đã trải qua bao nhiêu đời vua? Lam Khang. 18. 1 ạ. Luna 2 là tàu vũ trụ đầu tiên đáp xuống thiên thể nào trong hệ mặt trời? Trái đất. Mặt trăng mới đúng. Vận động viên môn nhảy sào được phép chạm vào sàn ngang 1 lần. Không được chạm xà, mất lượt. Hát sầm không thể thiếu đàn gì? Đinh Tùng. Anh Nhi. Chính xác. Đinh Tùng. Japan. India. Mất lượt. Tình hình nào ở nước ta là địa phương đầu tiên tổ chức tiêm vaccine? Hà Nội. Đáp án là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là các thí sinh đã vượt qua lượt thi khởi động đầu tiên. Và những thí sinh đang có điểm là Minh Phú 10 điểm, Đinh Tùng 30 điểm và Huy Cường 20 điểm. Trước khi chúng ta tiếp tục bắt đầu với những câu hỏi khởi động ở lượt chơi thứ hai, chúng ta sẽ giao lưu và hỏi thăm sức khỏe bạn Hà Lam Khang đến từ trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Hà Nội. Xin chào Khang. Em xin chào anh Ngọc Huy, chị Khánh Vy, ba bạn cùng chơi cùng toàn thể khán giả đang xem chương trình ạ. Cảm xúc mà khi xuất hiện tại cuộc thi tháng như thế nào ạ Khang? Em cảm thấy là mình có một chút vinh hạnh khi là đã là người có thể góp mặt tại cuộc thi tháng. Và em sẽ cố gắng hết sức để có thể xứng đáng với cả sự vinh hạnh đó. Và Lam Khang có chia sẻ là đã xem lại rất nhiều cuộc thi tháng trước đó để lấy kinh nghiệm. Vâng ạ. Em có xem lại một số cuộc thi tháng đã được chiếu trên truyền hình cũng như là của mùa này cũng như của những mùa vừa rồi ạ. Và em nghĩ là điều đó sẽ mang lại cho em một chút lợi thế trong phần thi này. Điều gì lớn nhất mà bạn rút ra được từ những nghiên cứu đó? Em nghĩ là bản thân mình cần phải bình tĩnh, bởi vì các câu hỏi thì đều có câu trả lời. Nhưng mà nếu như mình mất bình tĩnh đi thì những câu trả lời đó sẽ vụt mất ạ. Đúng là như vậy. Một sự quyết tâm vô cùng cao của Lam Khang và hy vọng rằng sự quyết tâm này có thể chuyển hóa thành những số điểm rất cao dành cho Lam Khang ở những phần thi sắp tới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi khởi động 60 giây tiếp theo. Số nguyên tố lớn nhất của ba chữ số là số nào? Đúng là như vậy. Đây là công thức đổi đơn vị giữa hai thang đo nhiệt độ nào? Độ pH. Độ F, độ C ạ, mất lượt. Hai hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng hơn cả là gì? Gang thép. Chính xác. Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau? Chim tú. Chim ruồi ạ, mất lượt. Đêm thu còn làm chị Hằng ngơ chưa thấy nữa em chán. Chính xác. Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam là ai? Bà chị Bà Trưng. Lý Tiêu Hoàng ạ, mất lượt. Biển nào được bao quanh bởi các khu vực Nam Âu, Bắc Phi và Tây Á? Trung Hải. Chính xác. Tính đến nay đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mấy lần? 10 điểm. Phim điện ảnh vượt qua biển Thượng Hải tái hiện những hoạt động Hồ Chí Minh. Chính xác. Minh Phú. Đúng là như vậy. Trong hệ điều hành Windows 10 để sắt. Control Delete. Shift Delete ạ. Mất lượt. Vi khuẩn là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào, đúng hay sai? Chính xác. Như vậy là các thí sinh đã vượt qua lượt thi khởi động thứ hai và số điểm các bạn đang có là Minh Phú 20, Đình Tùng 70, Huy Cường 50 và Lam Khang, hãy cố gắng lên. Trước khi đến với lượt khởi động 90 giây, chúng ta hãy cùng hỏi thăm sức khỏe Đình Tùng. Xin chào Đình Tùng. Em xin chào chị Khánh Vy và anh Ngọc Huy. Em rất vui khi được một lần nữa gặp anh chị tại trường quay S14 ạ. Vâng, chúng tôi cũng rất vui khi lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của bạn. Vâng, thế thì khi mà về nhà thì những người bạn của bạn khi nhìn thấy bạn trên TV, họ nhận xét như thế nào về bạn? Có quá khác so với họ gặp ở bên ngoài không? Dạ, chắc là khác khá nhiều. Ở trên truyền hình thì em có vẻ điềm tĩnh và ít nói hơn là ở nhà. Ở nhà thì em nói rất là nhiều và đồng thời là thỉnh thoảng cũng khá là kiểu bị phỏn.
Chúng tôi cũng hơi bất ngờ với thông tin vừa rồi. Vâng, vậy Huy Cường đến từ trường Trung học phổ thông Đa Phúc Hà Nội, bạn có món quà nào sau khi cuộc tuần diễn ra muốn chia sẻ với chúng tôi không? Dạ thì có người anh kết nghĩa của em ạ. Anh vì là khoảng cách địa lý nên là anh không để đến tận nơi trao quà, nên anh đã biến cái ca khúc Đường Lên Đỉnh Núi sang một cái hộp nhạc, xong anh lấy chạy cái đấy và gửi cho em ạ. Đầu tư ghê. Rất đầu tư luôn. Và bạn Huy Cường cũng là người đã đưa ra nhận xét, đó là cảm thấy các bạn thí sinh còn lại đều là những vị tinh tú chói sáng. Tại sao lại như thế ạ? Tại vì là lần đầu đứng lên S14 thì em thấy đèn hơi chói, xong em nhìn các bạn thì em thấy mọi người rất là tuyệt vời ạ. Kết hợp lại các bạn tỏa sáng hào quang lại càng chói thêm. Vâng ạ. Và tôi lại đang suy nghĩ đến một cái hướng khác, đó chính là bạn nhận xét là các bạn ấy đều là những vị tinh tú đúng không ạ? Nhưng mà bạn lại là người lọt vào cuộc thi tháng với số điểm cao nhất 320 điểm. Thế thì gọi bạn là gì bây giờ? Gọi em là mặt trời ạ. Là mặt trời, ôi chói quá. Cả tinh tú cả mặt trời đứng đây không nhìn thấy được một cái gì. Rồi thế bây giờ bạn cảm thấy tinh thần của mình như thế nào rồi? Dạ em rất là thoải mái ạ. Nếu mà thoải mái thì tất cả chúng ta cùng bắt đầu với lượt chơi khởi động cuối cùng nhé. Bây giờ sẽ là lượt chơi khởi động 90 giây. Nhà toán học Hy Lạp cổ nào là người đầu tiên? Pythagore. Phải là Euclid, mất lượt. Hiện nay hai mặt trên của bộ bao diêm thường được. Phốt pho đỏ. Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ lục quả của loài người 46. Là bao nhiêu? Chính xác. Loại gió nào được nhắc đến trong câu sau gió đông là trong mùa chiêm? Gió bắc ạ. Cầu Hiền Lương nối liền hai bờ của sông nào? Chính xác. Nước nào đã có sáng kiến tổ chức hội Nam ạ? Nga. Công viên các hoàng tử là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá tại Pháp? Chính xác. Chính bản giao hưởng của nhà soạn nhạc người Đức nào được xem là? Đúng là như vậy. Huy Cường, Pháp, Pháp, Italy, mất lượt. Quốc huy của Việt Nam hiện nay có những màu nào? Đỏ vàng. Chính xác. Nghĩa quân Nguyễn Trung trực tại các trường chiến thuyền hy vọng. Vàng cỏ tây, vàng cỏ đông. Vàng cỏ đông, đúng là như vậy. Trong hình học không gian người ta quy ước công giữa đường thẳng và mặt phẳng. 180. 90 ạ, mất lượt. Một vật rắn cân bằng dưới tác dụng của ba lực song song. Cân bằng. Đồng phẳng ạ, mất lượt. Trong tự nhiên silic dioxide tồn tại dưới hai. Cát và thạch anh, mất lượt. Hệ giữ vai trò chủ đạo trong việc điều hòa thân nhiệt ở người. Hệ tuần hoàn. Hệ thần kinh ạ, mất lượt. Tác phẩm lời than vãn của bài Trăng Trăng của tác giả Nguyễn Đại Quốc. Bỏ. Cải định ạ, mất lượt. Như vậy là các bạn thí sinh đã vượt qua 3 lượt thi khởi động. Và Lam Khang hãy cố gắng lên ở những câu hỏi tiếp theo, bởi vì phía trước còn rất nhiều điểm số. Và bạn vẫn luôn là như vậy, khởi động chậm rãi, từ từ. Và tiếp đó là những màn bứt phá ngoạn mục của Lam Khang. Chúng tôi đang rất chờ đợi vào điều đó. Và bây giờ hãy cùng tổng kết số điểm mà 4 bạn đang sở hữu. Hiện Lam Khang chưa có điểm, Minh Phú đang có 30 điểm, Huy Cường có 70 điểm. Và dẫn đầu với 100 điểm là Đinh Tùng. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật, và các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 3 chữ cái. Và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Minh Phú. Em xin lựa chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 3 chữ cái với câu hỏi như sau. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ 7 ba chìm? Cả 4 bạn đều đưa ra đáp án là nổi, và 7 nổi 3 chìm là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Minh Phú, Lam Khang, Đình Tùng và Huy Cường, mỗi người giành thêm 10 điểm. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Lam Khang. Em xin chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 3 chữ cái. Trong chuyện Tấm Cám, trong lần hóa thân cuối cùng, Tấm đã hóa thân thành quả gì? Một lần nữa, cả 4 bạn thí sinh đều đưa ra đáp án đó là thị, và đây cũng là đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Vẫn chưa có tiếng chuông nào vang lên. Vâng, và chúng tôi đã thấy được một tiếng chuông vang lên từ vị trí đứng thứ nhất của bạn Minh Phú. Xin mời Minh Phú. Câu trả lời của em là chợ ạ.
Câu trả lời của Minh Phú cho phần thi vượt chướng ngại vật này là chợ, một từ khóa bao gồm 3 chữ cái. Minh Phú nghĩ là câu trả lời của bạn đã chính xác hay chưa dựa trên những bức ảnh và những thông tin mà chúng ta vừa giải đáp? Em vẫn chắc chắn được nhiều điều ạ. Bao nhiêu phần trăm chắc chắn của mình ạ? Chắc vẫn như trận trước rồi ạ, 60% ạ. 60%? Ở trận thi trước thì Minh Phú cũng là một bạn thí sinh vô cùng xuất sắc khi giải được vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên, phần thi vượt chướng ngại vật ở cuộc thi tháng chắc chắn sẽ khó hơn và yêu cầu các bạn phải tư duy nhiều hơn rất nhiều so với những phần thi vượt chướng ngại vật ở cuộc thi tuần. Minh Phú hiện tại bây giờ đang có 50 điểm, cách người đứng đầu 70 điểm. Và mục tiêu giành được vòng nguyệt quế sẽ gặp một bất lợi và vô cùng khó khăn nếu như lần này cơ hội giành điểm thuộc về ba bạn còn lại. Tuy nhiên, trường hợp đó sẽ không xảy ra. Xin chúc mừng Minh Phú! Và với câu trả lời vừa rồi, chợ Minh Phú đã tạm về nhì với 110 điểm. Và chúng ta đang được nhìn thấy những từ hàng ngang của chúng tôi, đó là nông thôn, thị, nổi và hàng hóa đều dẫn tới một từ khóa, đó là chợ. Một nơi mà diễn ra rất là nhiều hoạt động mua sắm, bán hàng cũng như các hoạt động dịch vụ khác. Tầm quan trọng của chợ phần nào được thể hiện qua câu nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Những ngày gần Tết này thì khi ra chợ chúng ta sẽ thấy một không khí mua bán vô cùng náo nhiệt rộn ràng của bà con khắp vùng miền. Và nói về không khí này thì nhà thơ Đoàn Văn Cừ đã có những câu thơ vô cùng hay. Con trâu đứng vờ dìm hai mắt ngủ để lắng nghe người khách nói bô bô. Anh hàng tranh cựu kịt quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân. Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. Vâng, và hình ảnh các bạn chưa kịp lật mở hết đó chính là cảnh buôn bán tấp nập vận chuyển hoa ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Bức ảnh do nhà báo Trần Lưu của báo Lao Động chụp. Và đó cũng là những thông tin chúng tôi muốn đưa đến cho các bạn trong phần thi vượt chướng ngại vật này. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng xem các thí sinh đang sở hữu bao nhiêu điểm sau hai phần thi đầu tiên. Đang có 20 điểm là Lam Kha, tới 90 điểm là Huy Cường, 110 là điểm số của Minh Phú và dẫn đầu với 120 điểm là Đinh Tùng. Em vẫn thấy hơi bất ngờ và bây giờ em vẫn đang thấy run ạ. Em nhìn thấy góc hình ảnh thì em thấy nó giống kiểu một chợ hoa ngày Tết ạ. Nên em nghĩ là từ chợ và em bấm luôn ạ. Khi bạn Minh Phú bấm thì em đang nghĩ đến một từ khóa khác nên là em cũng rất là phục bạn và em cũng không tiếc lắm phần trường ảnh vật. Em đang còn phân vân giữa một số từ khóa, trong đó có từ chợ. Nhưng mà lúc đó thì em vẫn chưa thể chắc chắn được hoàn toàn để bấm chướng ngại vật. Trong phần thi tiếp theo em cần phải cố gắng hơn nữa để có thể giành được thêm điểm số. Luôn thật bình tĩnh, tự tin, quyết đoán, trả lời nhanh, chính xác. Hãy hít một hơi thật sâu. Mất chưa tới một giây để đưa ra đáp án và đáp án đó cũng chính là đáp án chính xác. Bây giờ là phần thi tăng tốc và chỉ ít phút trước thôi thì bạn Minh Phú là người xuất sắc nhất. Và không biết là phần thi tiếp theo đây ai là người xuất sắc hơn cả. Hãy cùng chờ xem. Phần thi tăng tốc luôn là phần hứa hẹn những phần bứt phá vô cùng ấn tượng của các bạn thí sinh. Và chỉ mong rằng các bạn sẽ luôn thật bình tĩnh, tự tin, quyết đoán, trả lời nhanh, chính xác để giành những số điểm cao nhất cho mình. Và sau đây sẽ là cơ hội đầu tiên. Đi vào mê cung từ cửa nào, ta sẽ đến được kho báu. Có 3 bạn đưa ra đáp án là lối đi B. Đó là Huy Cường, Lam Khang và Đình Tùng. Minh Phú thì lựa chọn là lối đi D. Vâng, và tôi muốn hỏi Huy Cường bí kíp để nhìn ra nhanh những bài toán liên quan đến mê cung này là như thế nào? Thay vì chúng ta nhìn các cửa A, B, C, D vào thì chúng ta nhìn cả 4 cửa vào một lúc ạ. Thì cả 4 cửa này có sự khác biệt như thế nào ạ? Thì em quan sát khái quát trước thì em thấy 3 cái kia là ngõ cụt ạ. Huy Cường mất chưa tới 1 giây để đưa ra đáp án và đáp án đó cũng chính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Huy Cường đã giành thêm 40 điểm, Lam Khang thêm 30 điểm và Đình Tùng thêm 20 điểm. Sau đây sẽ là cơ hội bứt phá thứ hai dành cho các bạn thí sinh. Các bạn hãy cho biết đâu là những nhạc cụ đặc trưng của nghệ thuật ca trù.
Lam Khang lựa chọn là CDF, Đình Tùng là CFE, Huy Cường là ABCDF, Minh Phú là ACDF. Như vậy có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Ca trù thường được biểu diễn bởi một nhóm 3 người, gồm một người nữ gọi là đào, sử dụng phách. Nhạc công nam là kép, chơi đàn đáy và quan viên cầm trống trầu. Và đáp án chính xác là CEF. Cái đó có nghĩa Đình Tùng là người đã giành được 40 điểm trong câu hỏi này. Xin chúc mừng Đình Tùng. Rất nhanh chóng các bạn đã vượt qua 1/2 chặng đường tăng tốc rồi. Bây giờ sẽ là đội tăng tốc thứ 3. Các bạn hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Đưa ra câu trả lời nhanh nhất ở 7 giây 39 là Minh Phú với câu trả lời là 4. Đó cũng là phương án được Huy Cường lựa chọn. Và Đình Tùng có đưa ra câu trả lời là 8 ở 10 giây 81. Vâng, chiếc cân khi chưa có thứ gì thì nó chỉ vào số 0kg. Và khi đặt thêm cân đĩa lên thì cân ở dưới chỉ 6kg. Từ đó suy ra là cân đĩa sẽ có trọng lượng là 6kg. Khi đặt các vật thể lên thì cái cân chỉ số 30kg, từ đó chúng ta suy ra được những vật thể đặt trên cân đĩa có tổng khối lượng là 24kg, mà cân vẫn thăng bằng. Vậy mỗi bên của chiếc cân đĩa sẽ có khối lượng là 12kg, từ đó suy ra vật thể màu đỏ có khối lượng là 4kg. Và ngôi sao chúng ta cần tìm sẽ có khối lượng là 8kg. Đáp án là 8. Là trong câu hỏi này, người duy nhất đạt điểm đó chính là Đình Tùng. Xin chúc mừng Đình Tùng đã có thêm 40 điểm. Các bạn thí sinh còn lại hãy cố gắng, bởi vì trước mắt chúng ta sẽ là một câu hỏi tăng tốc nữa có giá trị 40 điểm. Đây là cây gì? Cả 4 bạn thí sinh đều đưa ra câu trả lời chính xác là bạch đàn. Và người đưa ra câu trả lời nhanh nhất ở 6 giây 43 đó chính là Đinh Tùng. Xin chúc mừng Đinh Tùng một lần nữa với 40 điểm. Huy Cường có thêm 30 điểm, Lam Khang thêm 20 điểm và Minh Phú thêm 10 điểm. Vâng, chúng ta đã vừa trải qua một phần thi tăng tốc rất hứng khởi. Và phía trước các bạn sẽ là phần thi về đích rất quan trọng. Hãy hít một hơi thật sâu và chúng ta hãy cùng xem các bạn đang có bao nhiêu điểm. Đang sở hữu 70 điểm là Lam Khang. Minh Phú có 120 điểm. 160 là điểm số của Huy Cường và dẫn đầu với 260 điểm là Đinh Tùng. Ở trong phần thi vừa rồi thì em cảm thấy là hơi tiếc nuối với cả câu hỏi về nhạc cụ, vì đó là một phần trong vốn hiểu biết của em. Tuy nhiên em lại có một chút nhớ nhầm cho nên là đã đánh mất điểm trong câu đó. Em thấy là cũng khá hài lòng với phần thi của mình. Em chỉ hơi tiếc câu số 1 là mình chưa được nhanh cho lắm. Nhưng mà cơ bản thì em thấy là phần thi này em đã làm khá là tốt rồi. Điểm số của các bạn đang hơn em khá là nhiều nên có thể là em sẽ chọn một người chơi mang lại nhiều điểm số chút, mạo hiểm một chút ạ. Hôm nay em đến đây với quyết tâm là sẽ cố hết sức để đi tiếp ạ. Thế như tôi tính sơ sơ là 3 câu 20 đấy. Và thế thôi ạ. Biểu tượng chiến thắng victory của bạn đâu rồi ạ? Các em để ý đến phần thực hành. Có thêm điểm. Câu trả lời được đưa ra ở những phút cuối, nhưng cơ hội lại thuộc về các bạn thí sinh còn lại.